Episode xin giới thiệu đến các bạn vợt cầu lông hot nhất của hãng Victor được nhiều vận động viên phong trào cũng như chuyên nghiệp sử dụng, đó là cây Z-Speed S10, vợt là sản phẩm chủ lực của hãng Victor, từng được vận động viên Go Vissem của Malaysia sử dụng. Nếu các bạn chưa biết thì Go Vissem là vận động viên đôi nam số 1 của Malaysia. Hãy cùng Episode khám phá sản phẩm này nhé! Vợt có thiết kế màu sắc hài hòa với sự kết hợp của 3 màu sắc là xanh, đen và trắng, điểm xiết là viền màu đỏ trên mặt vợt, nước sơn nhám có độ hoàn thiện cao. Vợt được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến, nổi bật là hai công nghệ được Victor hợp tác với Mitsubishi sản xuất. Pyrofill là công nghệ giúp cho thân vợt mỏng hơn và tăng tốc độ vung vợt lên 5%. Nano Fortify là công nghệ chế tạo khung phần mặt vợt giúp cho khung mỏng hơn 11,6%. Về cảm giác đánh thì Z-Speed S10 cho những cú smart uy lực, cầu bay về tốc độ cao, có độ chính xác gần như tuyệt đối. Tuy vậy, vì khả năng phòng thủ cũng là một điểm cộng của cây vợt này. Khi có tốc độ vung vợt nhanh, dễ dàng được cầu theo ý của người chơi. Hãy đến với FB Shop và dinh ngay cây vợt này về nhé! Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại FB Shop. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của FB Shop nhé.